là nói về tâm linh. Dạ. Thì cái thanh đao này là để cũng một điểm tựa để mà vững vững chắc. Dạ. Thứ hai nữa là về tâm linh đó, là cũng cái chân thiên mà đã độ cho là từ ở dưới là phát nổ lên. Tịnh Biên mến chào các cô chú anh chị em. Thì hôm nay Tịnh Biên mình đến cái đỉnh núi Ba Thê, thì còn gọi là cái đỉnh núi của Thạch Đại Đao. Thì phía xa xa mình ở trên đó thì mình thấy có rất là nhiều quyến bà cô bác đến để thăm viếng cũng như là cúng, và thì mình thấy nơi đây cũng rất là trang nghiêm và linh thiêng. Thì hôm nay mình đi cùng với anh Cao Hớn, thì anh em mình sẽ lên bên trên để tìm hiểu về những cái vấn đề ở nơi đây, để cho quý ông bà cô bác xem qua cái sự linh ý ứng của cái Thạch Đại Đao nơi đây. Rồi để mà anh em mình đi anh ơi. Rồi thì bây giờ mình đã đến cái hòn Đại Đao rồi quý ông bà cô bác, thì bây giờ mình để mình lên bên trên thì thấy một số ông bà cô bác đã đến đây cúng kiến, thì để mình lên bên trên để tìm hiểu về cái hòn Đại Đao nơi đây. Thành tâm mình đi thì ở nơi đây rất là cao luôn quý bà cô bác. Đây nhầm xưa xuống bên dưới đây. Giống không? Vàng à? Ừ. Quá giống rồi. Mấy tấn? Cái hồn này mấy tấn á hả? Giữ gì? Để mình qua bên kia. Có nghiêng đầu qua mượn chứ. Để chụp hình cái đầu hơn nghiêng người hướng đó. Sao chú? Nó nhậu rồi, nhậu ở đây nè. Nó nhậu rồi nó đái đái đây, ăn trên được xô xuống. Trời ơi. Nó té đây cái lăn xuống đó, lăn xuống nó nằm dưới chủng nó nằm dưới lỗ đó. Không sao hết. Mình mấy nó máu không mà hết. Đem xuống bệnh viện chụp hình, bây giờ nó hơi tỉnh tận. Đây nó lăn nó chết thôi bạn. Đây nè. Nó lăn xuống đó, đây nó té ở đây nó. Đây giờ đập ở đây quăng qua bển. Rồi đây bển nó mới lăn xuống dưới đó. Lăn nó nằm vậy mà. Trời ơi ghê vậy. Đây xuống đó xa dữ lắm. Phải xa luôn. Nó hên manh manh tỉnh tỉnh luôn, bây giờ nó cũng hiện giờ, bây giờ nó đâu dám lên nhậu đâu. Dạ. Nhậu mà đánh. Như cái hòn Đại Đao ở đây là nó có lâu chưa chú? Có lâu, hồi năm 96 đem ra. Cái chập chập dùm. Hay năm 96 tới giờ hả chú? À. Dạ, thì nơi đây thì chắc rất là nhiều. Dạ. Cậu là ở đâu đi? Dạ, con ở Tịnh Biên, ở chợ Tịnh Biên. Biên này nè. Dạ. Vì chú ở đây á, đặng... cũng như ông Tự ở nơi đây rồi ha. Dạ, ngày nào cũng quét dọn đồ gì ở đây hả chú? Dọn lau chùi đây rồi tôi cũng sẽ ôm đường núi này nè, rồi tôi sơn hết ở đây mới này sẽ mấy sơn rồi. Dạ. Còn ở đây mấy đặt cái cột trà nữa. À, rồi như là hàng ngày đồ gì chú cũng ngủ, chú ngủ ở đây luôn hả gì? Dưới nhà dưới. À, nhà chú ở dưới này. Nhà cái đây nè. Dạ, nhà dưới đó ha. Vậy là cái sáng cái mình lên đây quét dọn. Đây quét dọn đây rồi mình đốt nhang, mình chạy xe ôm. Rồi như lâu rồi, như chắc chưa đồ gì đó, chú nghỉ ngơi đó, cũng chú có từng ngủ nơi đây luôn hả? Có, nằm đi, mát đi, có gì. À.
đây. Rồi như mình ngủ trưa rồi gì có thấy những cái hiện tượng gì không chú? Không, nằm dạ. Cũng bình thường đó. Dạ. Đây nè, nằm bình thường đó có gì. Dạ, trên này thì con thấy rất là mát mẻ mát luôn. Mát không có gì đâu, dạ. Nằm đây nghỉ đây, để đi chơi. Dạ. Vô đây ăn trước nè. Hồi nãy con nghe ông anh đó nói cái hòn đại đao này tới mấy tấn hả chú? 3 tấn nè ông ạ. 3 tấn. 3 thước mà ừ. À, quá trời. Thì để mình ra bên ngoài và mình quay cho quý bà cô bác xem. Dính nhiều người, mình nào cũng dính nhiều người. Quỷ đây nè. Ừ. Cao quá, hãy quỳ xuống đi. Ôi, chừng áo luôn á. Xe anh chút. Cái đèn cháy. Được rồi. Quay phim hả gì? Dạ. Rồi. Hay quá ha. Dạ. Quỳ con đó. Dạ. Cùng kính. Dạ. Dạ. Chính đi nào để quỳ chị phải không? Ừ, nãy thì nó thì á. Qua đây thấy không thấy được giật thật không? Con leo ngoài đó. Được chưa? Được chưa? Đứng dậy. Bỏ chữ thầy ngoài. Đó. Người đó không bao giờ thấy đâu. Đó. Bà như thằng lấy cho tôi hả? Đứa nào thì hôm nay mình cũng đi cùng với anh Cao Hớn. Rất đẹp anh tên. Ừ. Chị Gan ha. Chống qua giống. Có phía bên đây là có cái ngạnh phía trên. À, có ngạnh. Đây là cái mặt lưỡi. Bởi mới gọi là đại đao nhưng mà đặc biệt là nguyên cái hòn đá luôn ha. Ừ. Bà con cũng lên đây cúng. Mình thấy là có cái chai. Điếu thuốc cúng mà trên đây cháy tàn hết mà không đụng tàn điếu thuốc luôn. À, rồi. Trên này gió quá gió ha. Gió không dùng gì ha. Ừ. Ngộ. Tàn không rớt luôn. Còn đây là cái mặt trên. Cái mặt trên của thằng kẹt đại đao, đại gian thì đường kính nó khoảng khoảng 4 tắc ha. Ừ. Đường kính khoảng 4 tắc. 4 tắc. Dạ cô, cho con hỏi cái đoàn của mình ở đâu thế hả cô? Dạ Vĩnh Long. Mình lên đây. Đi 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 qua ông Từ, hỏi ông Từ lên tỉnh anh. Đi. Ở đây là dưới ba chim. Ở đây là bằng, thì mình thấy là cái đoàn ở Vĩnh Long rất là đông, thì lên đây cái thành kính thì nơi cái hòn đại đao thì cũng có mặn và có chai, cũng đủ thứ. Thì nơi đây thì mình nghe ông Từ nơi đây thì nói rất là linh thiêng. Thì những du khách đến mà viếng cúng bái thì rất là đông. Mày hỏi nơi đâu, nó lại trùng với bạn. Cái con mấy hùng đó, nói mấy bay mà nhậu chung ở này, mấy bay mà tới bay mà không trở nữa rồi, phải tù, phải nó máu không, cái gì dập, cái tại nó chặt, dập ở trên thì mà không cho nó ở trên, nó mày trung.
Tự nhiên con lại tự nhiên lại đi. Lại đi, con lại tự nhiên. Lại tự nhiên, nghiêm trang lại. 12 lại. Cuối sáng đàng hoàng. Sát xuống. Chùa dân tộc. Chùa dân tộc của người dân tộc mình xây ha. Từ dân tộc Khmer. Chùa lớn, kinh phí nhiều tiền. Là bây giờ hoàn thành chưa anh? Xây mấy chục năm mà chưa xong. Bỏ bức tường thì rồi. Dạ. Qua cục đá này anh đứng anh quay xuống mới thấy. À. Chút chạy vòng xuống đó quay nó đẹp. Đưa đi một cái hộp quẹt cho bà, nghe cho nó cho quay. Hộp quẹt. Thì để chút xíu mình sẽ qua bên đó để mình quay cho quý bà của bác xem. Hộp quẹt đó chưa bên chỗ. Hả? Sang sao cô? Con đăng lên là nhà là cô cứ chia sẻ không sang đâu cũng được nha. Dạ. Dạ. Thì nhớ cô coi sao con sang nó chia sẻ trai coi cũng dễ chứ. Cắt luôn chỉnh cho con hầu nữa chứ đọc vô là 1 9 2. Dạ con thích lang thang cô. Thích lang thang. Này nguyên cái đoàn cũng ở Vĩnh Long không hả cô? Rồi đi xe lớn lên. Vĩnh Long thành phố Bến Tre. Nói chung là khắp nơi đó về đây để giếng mà Ngọc Thanh Đao. Dạ cô cho cái con hỏi rồi cô đi tới đây được mấy lần rồi cô? Cô đến đây cũng mười mấy lần rồi. Thường thường mà cô đến đây á cô cầu nguyện cái tâm của cô là mình cầu mình xin về cái gì á cô? Cầu nguyện trước nữa là có ông chú cũng đi làm thuê làm mướn ở trên này. Yeah. Rồi cũng bỏ xác trên này. Yeah. Rồi mỗi lần tháng 2 như vậy đó là đi lên là cũng như cái kỷ niệm ngày mất của người chú. Yeah. Và đồng thời là giếng nghe cái núi Ba Thê này để mà linh thiêng hiển pháp để mà độ cho chúng sanh là mần ăn cũng được rồi về tâm linh thì cũng được hả nhiệm màu và tốt đẹp. Rồi nghe nói vậy thì từ đó lúc giếng thì thấy được hiệu quả như cái lời của những cái ước nguyện với yeah. những cái gì người ta đồn đãi là đúng sự thật. Dạ yeah. Viên năm cô đi tới mấy lần lại hả cô? Tùy, ví dụ yeah. như một lần, hai lần. Dạ. Yeah. Dạ. À rồi như ông chú hồi trước là cũng ở trên này hả cô? Quê dưới Minh Tre. Dạ.
Dạ, nhảy mà ông chú đi, ông chú đi đi mần ở trên này. Dạ. Cũng như đi mần bên đá rồi bên trên này ai mướn gì mần nấy. Dạ. Đó. Dạ, sáng giờ cũng cũng lâu rồi hết con. Dạ. Dạ vậy có mấy con xin chúc cô và đầu của cô mạnh tay mạnh chân lên núi khỏe và cầu mong những việc gì thì đạt được cũng ngưỡng ấy. Dạ. Cũng cảm ơn mấy chú dạ, cũng con... có cái tâm đưa đón lên đây và hướng dẫn thêm cho dạ. Chúng tôi đi được đến đây đi tới nơi về tới chốn cũng dạ. Thành tâm cảm ơn các chú. Dạ. Con cũng cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ. Dọn ăn. Cô có đi qua bên ông tà và thì đây các cô chú cũng chuẩn bị dọn dẹp xuống để mà mình khi mà mình cúng xong đó thì mình nhận cái lọc lại để mà mình dùng. Thì bây giờ các cô chú đang chuẩn bị dọn xuống rồi quý ông bà cô bác. Cô cho con hỏi như nãy con gặp cũng có mấy cô rồi mấy chú đó mà mình dựa cái đầu vô đây là cái ước nguyện mình cầu cái gì cô? Là nói về tâm linh. Dạ. Thì cái thanh đao này là để cũng một điểm tựa để mà vững chắc. Dạ. Thứ hai nữa là về tâm linh đó, là cũng cái chân thiên mà đã độ cho là từ ở dưới là phát nổ lên. Thì ở đây là cái sự mà linh thiên hiển hách thì cho nên là tựa vào cái đầu để mà và những cái gì mà nói về tâm linh mà ý nghĩ của dân gian đó đó là cho mạnh khỏe, sức khỏe là vàng. À mình ước nguyện mình về khi về đó mình sẽ mạnh khỏe đó ha cô. Dạ, dạ làm dạ, cái gì? Cũng như là mình trượng trượng như là một cái thanh đại đao mà đứng sừng sững hiên ngang ở trên. Dạ. Một cái núi cao tiếp cái sức để mình đời mình nương tựa. Dạ 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 cảm ơn cô rất là nhiều. Thì nơi đây thì mình đang đi lên cái hòn đá rất là cao. Thì ở đây rất là cao luôn quý bà cô bác, mà những cái hòn đá nó đều chắc chồng lên bên nhau. Thì nơi đây cái ông anh ông nói xa xa bên đó là cái ngôi chùa cái ngôi chùa của người Khmer nó nằm ở dưới đó đó quý bà cô bác, rất là đông. Thì đây mình quay xuống đây là bên dưới là cái người dân đang sinh sống ở trên cái núi Sập, thì người ta thường gọi là Ba Thê núi Sập đó. Còn và xa xa mình ở bên đó đó thì mình thấy cũng là cái chùa hay cái gì đó quý bà cô bác, chắc là cái chùa ở bên đó nữa đó. Thì phong cảnh ở dưới cũng rất là đẹp, yên bình, trang nghiêm. Thì tỉnh biên mình cũng đã tìm hiểu về cái nơi của cái thanh đại đao. Thì cho quý bà cô bác xem. Bây giờ tỉnh biên mình cũng xin phép dừng video. Và hẹn quý bà cô bác lại trong cái video tiếp theo. Thì tỉnh biên mình sẽ đến nhiều nơi để khám phá những nơi linh thiêng linh ứng cho quý bà cô bác xem.